Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Bạn thân mến, thời gian gần đây tại khu vực quanh cổng trường đại học, nhiều địa điểm công cộng và đặc biệt là trên mạng xã hội, diễn đàn xuất hiện dày đặc thông tin quảng cáo giới thiệu về các khóa học làm giàu siêu tốc. Kèm với đó là những lời mời chào ấn tượng và hấp dẫn như trở thành triệu phú ngay cả khi đang ngủ, kiếm 5 triệu đồng dễ như trở bàn tay, không thành công không phải trả tiền, đánh thức giấc mơ triệu đô của bạn. Các khóa học này thường diễn ra từ vài buổi đến vài chục buổi, tùy theo nhu cầu của người học với mức lệ phí khác nhau. Thông thường, lớp học càng đông thì mức phí càng giảm, song thấp nhất khoảng 2,5 triệu đồng một khóa, có những lớp lên đến vài chục triệu đồng, thậm chí có những khóa học mà học phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Từ những nguyên tắc, công cụ, cách thức kinh doanh, xen kẽ vào đó là các câu chuyện về những triệu phú nổi tiếng của thế giới đi lên từ hai bàn tay trắng, cách kiểm soát bản thân ở mỗi cá nhân và khả năng khơi dậy niềm hứng khởi, sự say mê trong công việc. Thế nhưng, một điều rất buồn cười là nhiều người học cách làm giàu nhưng vẫn không thể giàu lên. Nguyên nhân là vì sao? Mời bạn nghe qua video này nhé! 3 cấp độ để giàu có, hầu hết mọi người dừng ở bước đầu tiên. Thực ra là để trở thành người giàu, nhất định phải trải qua 3 cấp độ sau đây. Nhưng đáng tiếc là hầu hết mọi người đều dừng ở bước cấp độ đầu tiên, cấp độ vô dụng nhất. Cấp độ đầu tiên, tôi chỉ muốn trở nên giàu có. Nói một cách đơn giản, nếu tiền có thể tự nguyện rơi vào ví hay tài khoản của mình, họ sẽ vui vẻ chấp nhận. Cũng chính vì họ muốn ngồi mát ăn bát vàng, hưởng hết vinh hoa của tầng lớp thượng lưu, nhưng chỉ là muốn mà thôi. Chính xác thì, từ muốn không có nhiều ý nghĩa và đóng góp để người ta khởi phát hành động nhằm đạt được mong muốn đó. Một người trưởng thành phải ý thức được rằng không phải muốn là chúng ta sẽ có được. Ngược lại, mong muốn một khi không thể có được, con người càng liều mạng vì tiền, càng đau đớn thống khổ. Hầu hết mọi người đều muốn trở nên giàu có, nhưng người giàu thực sự mãi chỉ là thiểu số, bởi người ta chỉ dừng lại ở cấp độ mong muốn một cách bất lực mà thôi. Cấp độ thứ hai là tôi chọn cách làm cho mình trở nên giàu có. Rõ ràng, lựa chọn mạnh mẽ và có mục đích hơn là mong muốn, cho thấy rằng một người có ý tưởng cụ thể về cách trở thành người giàu có. Một khi lựa chọn, điều đó thường có nghĩa là họ phải hành động, tạo ra thực tại và tương lai cho chính mình và đảm nhận một trách nhiệm nào đó. Tuy nhiên, lựa chọn không phải là mức độ cao nhất. Hãy nhìn vào cuộc sống thực tế, nhiều người vẫn chọn cách không trở nên giàu có. Cấp độ thứ 3, tôi sẽ làm hết sức để khiến mình trở nên giàu có. Nỗ lực hết mình chính là đóng góp toàn bộ tâm trí và sức lực. Nó bao chứa ý nghĩ và quyết tâm để thực hiện mục đích trở thành người giàu có. Bạn phải sẵn sàng bỏ ra tất cả năng lượng, thời gian, giống như một chiến binh trên chiến trường làm bất cứ điều gì nên làm để giành chiến thắng. Trong quá trình này, không có lý do bào chữa, không trì hoãn, không do dự, không rút lui và tất nhiên không bao giờ được phép thừa nhận thất bại. Câu nói, tôi sẽ làm hết sức để trở nên giàu có, cũng có nghĩa là để đạt được điều này, tôi cố gắng tiếp tục làm việc. Chỉ có cái chết mới có thể chấm dứt điều này. Khi mọi người tự nói với mình, tôi sẽ làm hết sức để trở nên giàu có, điều gì sẽ xảy ra? Một số người sẽ có được sức mạnh to lớn, trái ngược với hầu hết mọi người, sợ hãi và lo lắng, bởi vì số đông không thể nỗ lực hết mình. Đa số mọi người không dám đánh cuộc, họ càng không thể dốc hết sức để làm giàu, nên cả đời cũng không thể trở nên giàu có. Một số người có thể không đồng ý với điều này và sẽ phản bác những điều trên là không hợp lý, rằng bản thân đã hết mình trong công việc, thực sự chăm chỉ, nhưng vẫn không thể trở thành người giàu có. Những người này có thể làm việc đủ chăm chỉ, nhưng thực tế họ đã không làm hết sức mình, bởi vì chìa khóa để nỗ lực hết mình không có sự dè dặt. Để trở nên giàu có, họ phải đầu tư mọi thứ. Nhiều người thất bại trong việc trở nên giàu có vì những hạn chế của bản thân. Họ hạn chế việc bản thân bỏ ra bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu, hy sinh hoặc chấp nhận rủi ro bao nhiêu. Nên có quá nhiều sự hạn chế như thế này, họ đương nhiên không thể cố gắng hết sức. Vì sao nhiều người học cách làm giàu nhưng vẫn không thể giàu lên? Bạn thân mến, trở lại với câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc, vì sao nhiều người học cách làm giàu nhưng vẫn không thể giàu lên? Có thể thấy, nguyên nhân lớn nhất là do người này không làm hết sức mình. Ông bà xưa nói, học đi đôi với hành. Nhiều người hiện đây, mặc dù rất chăm chỉ học các lớp làm giàu, nhưng họ thiếu đi việc thực hành. Hoặc họ chỉ học lý thuyết suông như một con vẹt để trả bài, tán gẫu.
Còn thực tế thì họ không thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn được, cho nên những người này không thể làm giàu được. Nguyên nhân thứ hai là giảng viên không chất lượng. Nhiều người nói đùa rằng, nếu anh dạy người khác làm giàu thì tại sao anh vẫn chưa giàu vậy? Thực tế, nhiều người tự xưng mình là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, nhưng họ không phải là người giàu. Họ có thể học lên thạc sĩ, tiến sĩ, có thể diễn thuyết hàng giờ, nhưng họ không thành công nổi các dự án đầu tư, kinh doanh. Nếu bạn lao đầu học những người như thế này, thì bạn cũng như họ, chỉ thuộc lý thuyết chứ không biết thực hành. Bạn chỉ có kỹ năng học chứ không có kỹ năng làm giàu được. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người học làm giàu nhưng vẫn không thể giàu. Nguyên nhân thứ ba là không xác định được mục tiêu. Hiện nay, các lớp dạy làm giàu phát triển rất nhiều với nhiều phương cách khác nhau. Nhiều người muốn làm giàu nhưng không xác định được mục tiêu làm giàu theo lĩnh vực nào. Vì thế, ai nói gì thấy hay là nghe theo và bỏ tiền đi học. Từ đó, họ rối loạn trong một mớ kiến thức không chọn lọc và không biết hướng đi như thế nào. Chắc có lẽ bạn vẫn nhớ đến câu chuyện đẽo cày giữa đường phải không? Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người học làm giàu mà không giàu được đấy bạn. 5 kỹ năng làm giàu mà bạn không được học ở trường. Bạn thân mến, ngoài những kiến thức về cách làm giàu thì có những kỹ năng mà bạn nên áp dụng. Chúng sẽ hỗ trợ rất nhiều cho con đường làm giàu của bạn. Những kỹ năng đó bao gồm: 1. Mối quan hệ xã hội có giá trị tương đương với kiến thức cá nhân. Tuần đầu tiên bắt đầu công việc mới, bạn sẽ cảm thấy như mình đang được đặt trong một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ở nơi ấy, bạn gần như chẳng quen biết ai và chẳng thể bắt kịp được điều gì. Và đó là lúc bạn phải bắt đầu xây dựng một mối quan hệ xã hội với đồng nghiệp. Quan hệ xã hội là một hình thức phụ thuộc lẫn nhau. Nó dựa trên sự tin cậy và tình cảm chân thành của con người đối với con người. Bạn phải có mối quan hệ với đồng nghiệp thì họ mới hỗ trợ và chỉ dẫn bạn những công việc mà họ đã có kinh nghiệm. Bà Margaret Heffernan, giám đốc điều hành của 5 doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ cho biết: khi bắt đầu một công việc mới, bạn nên cố gắng gặp càng nhiều người càng tốt. Bạn hãy chủ động hỏi họ, đề nghị họ giúp đỡ và học hỏi họ khi bạn thiếu sót và kết bạn với họ. Điều này sẽ làm cho bạn không những trở thành một nhân viên tốt hơn mà bạn cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn. 2. Đừng để nỗi sợ thất bại lấn át bạn. Thất bại là nỗi lo sợ phổ biến nhất trong số 1.000 người đang sống tại Mỹ trong cuộc điều tra nhỏ. Theo những báo cáo đó thì có 13,4% người sợ mất việc và 6,1% từng từ bỏ sự thăng tiến do không biết nắm bắt cơ hội. Trong thế giới phẳng, chúng ta dễ cảm thấy tự ti khi nhìn thấy và nghe về những thành công của bạn bè hoặc của những con người rất đổi bình thường nhưng lại sở hữu các công ty triệu đô la chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, những câu chuyện đó là số ít và bạn thuộc về số đông còn lại. Thế nhưng, đừng để nỗi sợ thất bại làm bạn không thể phát triển được sự nghiệp đến một mức bạn không bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ đạt được. 3. Luôn luôn mở lòng mình giúp đỡ người khác trong khả năng có thể. Tham gia các sự kiện truyền thông là một phần quan trọng trong sự nghiệp của bạn. Ở đó, bạn có cơ hội quen biết những người bạn, đối tác, thậm chí là sếp tương lai của mình. Nên hãy tham gia thật nhiều các sự kiện và tỏ ra mình là người thân thiện. Thêm vào đó, bạn nên giữ liên lạc với những người bạn mới gặp vì biết đâu nó có thể hữu ích trong thời gian sắp tới. Ông Ted Rollins, đồng chủ tịch và là người đứng đầu sáng lập của Valeo Group, chia sẻ: lần đầu tiên gặp ai đó, bạn hãy hỏi: bạn cần giúp gì không? Bạn thấy mình có hỗ trợ gì cho bạn trong tương lai không? 4. Phải xác định rõ mục tiêu của bản thân. Sheryl Sandberg được cho là một trong những phụ nữ thành công nhất và nổi tiếng nhất trong thế giới kinh doanh hiện đại, nói: trong cuộc sống, chẳng có điều gì là dễ dàng. Nếu bạn cố gắng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, thì biết đâu bạn đang đánh mất những cơ hội lớn hơn của cuộc đời. Công việc như một cuộc tập gym ở trong rừng. Vì vậy, bạn cần xác định rõ mục tiêu. Bạn phải có một mục tiêu. Đôi khi mục tiêu đó có thể xa rời thực tế, nhưng buộc phải có mục tiêu để tiến bước đến tương lai. Lập ra kế hoạch 18 tháng và tự hỏi mình: tôi muốn làm gì và tôi sợ điều gì? Bạn nên tạo ra một cuộc sống dựa trên niềm đam mê của mình. 5. Không cần phải vắt hết sức mình để có được thành công. Để đạt được thành công, một số người phải làm việc tất cả các giờ trong ngày, trả lời email trên giường và phải tới văn phòng lúc 7 giờ sáng. Tuy nhiên, một vài người thành công khác, bao gồm cả bà hoàng truyền thông Arianna Huffington, lại không đồng ý với điều đó. Bà cho rằng hãy đặt ra ranh giới cho chính mình.
ví dụ như ngừng trả lời email sau 6 giờ chiều, dành thời gian ban đêm để tạo ra một buổi sáng thư giãn. Như vậy, bạn sẽ được làm nhiều hơn và có nhiều năng lượng hơn để làm việc mà không cần phải vắt kiệt sức mới có thể hoàn thành được. 6. Bỏ thể diện xuống, tự tin kiếm tiền. Doanh nhân người Trung Quốc kinh doanh ống hút, được mệnh danh là vua ống hút Lâu Trọng Bình, khi còn trẻ từng là một chàng trai chở hàng, đi theo cha mình qua khắp các con phố. Chủ tịch Phu Yao Group Cho Tắc Quân từng là người bán trái cây, làm nhân viên bán hàng, sửa chữa xe đạp, vân vân. Lý Gia Thành từng có một đoạn thời gian buôn bán, còn kết bạn đồng nghiệp cùng một bà lão ở trong hẻm. Khi kiếm tiền, chúng ta nên bỏ thể diện xuống, chỉ cần kiên cường là đủ rồi. Người quá trọng sĩ diện, làm việc gì cũng sẽ quán quéo, không quyết đoán, dứt khoát, tỷ lệ thành công đương nhiên cũng sẽ không cao. Kẻ không biết xấu hổ mới là thiên hạ vô địch. Đạo lý này rất rõ ràng, người nào có thể làm được thì người đó chắc chắn sẽ phát tài. Bạn thân mến, tóm lại, để trở thành một người giàu có hoàn toàn không phải là điều đơn giản. Nó đòi hỏi sự dũng cảm, hành động, chăm chỉ, tập trung và bền bỉ. Hy vọng video này đã giúp bạn giải đáp được khúc mắc vì sao nhiều người học cách làm giàu nhưng vẫn không thể giàu lên, để từ đó có thể nhìn ra thiếu sót của mình để sớm khắc phục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Bí Quyết Thành Công. Nếu bạn yêu thích những nội dung mà Bí Quyết Thành Công chia sẻ, hãy like video này để tiếp thêm nguồn động lực giúp chúng tôi có thể làm những nội dung hay hơn nữa. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để xem được nhiều video bổ ích mỗi ngày nhé. Và nếu bạn muốn Bí Quyết Thành Công làm về chủ đề gì, đừng ngại ngần mà hãy gợi ý bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.